Chào các bác, trong video clip hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một lô sản phẩm, đó là những chiếc đầu CD mặt vàng gold của Đờn Đông. Thì bên em vừa mới tuyển chọn được ba em Đờn Đông rất là đẹp luôn, thiết kế với mặt nhôm phay màu vàng chanh sang trọng và cũng như là rất là đẳng cấp. Giá thành thì nó hợp lý ở trong cái tầm tiền. Ba em này thì sẽ lên sóng và giới thiệu cho các bác cùng một lúc, đó là Đờn Đông 1650AR, 1650AL và 1650AZ. Đấy, ba cái đời thiết kế rất là đẹp của Đờn Đông. Thì em sẽ quay chi tiết từ trên xuống dưới và sẽ báo giá cho các bác cả cái ba cái món này. Thì đầu tiên đó là em 1650AL, em này thì được đánh giá là thấp nhất trong ba em này. Tuy nhiên cái hình thức bên ngoài thì nó thiết kế nó xem như nhau thôi, không có gì quá khác biệt so với hai em ở dưới đâu. Đấy, cũng là cái phần đèn quắc như nhau này, phần khay cửa đĩa ở giữa như nhau này, và hệ thống các cái núm nút các bác thấy nó cũng như nhau luôn. 1650AL con này về trong cái tình trạng còn rất đẹp, mắt mũi hoạt động tốt, zin châu bò. Đấy, nút nguồn ở đây. Đấy, rồi có một cái chế độ display để cái các bác có thể là tăng giảm cái độ sáng của cái đèn hình LED. Đấy, một cái nút open để ra vào khay cửa đĩa này, play stop này, qua bài này, phone này, và cái này volume này. Volume này thì đây, bình thường này thì nó phải như thế này, nhưng mà nó rơi mất cái vỏ này. Đấy, nó rơi mất cái vỏ này ra ngoài rồi. Thì các bác nào em sẽ cố gắng kiếm cho các bác một cái vỏ khác. Đấy, nó rơi mất cái vỏ nhựa này. Đấy, cắm vào thì nó sẽ như này, còn không thì các bác để thế thì nó không sao. Em sẽ kiếm cho các bác một cái nút khác. Đấy, thì phải nói luôn cho các bác, cái này không nói thì các bác cũng không để ý đâu, vì nó rất là bình thường. Đấy, 1650AL, hình thức còn rất đẹp. Đây, các bác xem nhé, quay luôn cả phần hậu máy cho các bác xem. Đấy, hậu máy cho các bác xem. Model 1650AL, Made in Japan, nguồn điện 100V và công suất tiêu thụ là 17W. Con này thì còn nguyên cả cái núm bịt cao su. Đấy, núm bịt cao su. Và quay cho các bác xem, máy thì có hai cái đường light on. Một đường thì sẽ qua cái volume ở phía trước và một đường thì sẽ không qua volume. Đấy, những cái rắc cắm này như chưa hề cắm rút luôn, còn rất là đẹp. Đấy, hai đường light out của cái phần analog và hai đường light out của đường digital. Có đường optical light out là đường cáp quang và một đường coaxit này. Đấy, hình thức rất đẹp. Và bây giờ em sẽ tháo cả cái phần máy đây cho các bác xem cái phần lắp lưng nhé. Lắp lưng còn rất đẹp. Và bây giờ em sẽ tháo luôn cái phần nội thất cho các bác xem. Đấy, thì trong cái clip này thì em sẽ quay lần lượt các cái máy từ trên xuống dưới, và máy nào thì em cũng sẽ tháo nội thất. Đấy, quay xong rồi em sẽ hạ nó sang một bên. Đây thì các bác, đây chính là cái phần nội thất của em 1650AL, thiết kế rất đẹp, hoàn thiện chỉnh chu, nội thất thì như vừa xuất xưởng luôn. Đấy, phần khay cửa đĩa được bọc đồng, họ làm rất là kỹ và chắc chắn. Đấy, mạch linh kiện bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, con này thì không có bụi để thổi luôn. Đấy, không có bụi để thổi luôn. Đấy, toàn tụ xịn thôi. Đấy, cinema. Đấy, phần nguồn ở đây. Đấy, phần đây là vì mạch nguồn này, bên này phần âm sắc này, giữa là phần cơ và phần mắt này. Đấy, máy móc thì bên em bao zin và bao đẹp xuất sắc, hoạt động tốt. Đấy, các bác xem quá đẹp mà chưa một dấu chấm ha, hình thức nét căng. Đấy, cái rắc AV này các bạn nhìn nhé. Đấy, chưa hề cắm rút luôn. Đấy, nó phải vàng ươm như thế này. Đấy, những cái hàng này các bác xài ở Việt Nam rồi thì nó sẽ bị chóc cái lớp mạ vàng đi. Đấy, còn đây thì còn quá đẹp, xuất sắc luôn. Đấy, mặt mũi. Đấy, rất đẹp luôn. Bây giờ thì em sẽ test đối với chiếc 1650AL có giá là 6.500.000 đồng các bác nhé. Em sẽ test giá rất là tốt luôn. Một 650AL có giá là 6.500.000 đồng. Đấy, các bác có nhu cầu thì alo cho em này thì giá rất tốt, và các bác nào mua thì em sẽ tặng các bác một cái chiếc điều khiển của Đờn Đông này để cho các bác dùng này. Đấy, đầy đủ điều khiển cho các bác dùng. Em sẽ test này, 6.500.000 đồng, test cái chất âm.
qua luôn cái bài khác cho bác thử này. Máy đọc rất là tốt. Máy nhận bài rất là nhanh các bác nhá. Đấy, buông tay là nó đọc thôi. Bài cuối cùng đọc luôn. Biết nhau giữa đồ trăng tròn, bên nhau tôi đi mà khiến non ơi. Vâng, và thôi em sẽ test cái con ở bên dưới cho các bác xem. Đấy, 6 triệu 500 nghìn đồng cho con 1650AL. Bây giờ thì em sẽ chuyển qua một bên. Này, em sẽ chuyển qua 1650AL qua một bên. Em tiếp tục test cho các bác con 1650AR đây, con 1650AR em sẽ chuyển dây nguồn luôn qua. Đối với cái dòng 1650AL và 1650AZ thì nó sẽ sử dụng cái hai con này thì nó sẽ sử dụng cái dây nguồn rời thì giúp chúng ta có thể dễ dàng nâng cấp dây nguồn. Còn cái con kia AL đầu tiên em quay thì sử dụng dây nguồn liền thì các bác sẽ không tốn tiền mua dây nguồn. Tuy nhiên hai con này thì em sẽ tặng dây nguồn zin cho các bác sử dụng. 1650 AR với cái thiết kế rất là đẹp, chỉnh chu. Đấy, về còn nguyên bụi xốp như này. Đấy, em sẽ vệ sinh trước khi bàn giao cho các bác nhé. Đấy, chưa kịp vệ sinh. Đấy, vì bận quá. Đây, mặt mũi của nó này sáng choang này. Đấy, các bác thấy không ạ? Đấy, nó đẹp không tì vết. Đấy, nó đẹp không tì vết luôn. Đấy, góc cạnh này mà rất là nét này, không hề răm cạnh bất cứ một chút nào. Đấy, đây là con 1650 AR các bác nhé. Đấy, thiết kế thì cũng khay cửa đĩa ở giữa. Đấy, hai con này thì thiết kế nó giống nhau hơn, nó sẽ khuyết cái phần này lại một tí, còn cái con đầu tiên thì nó không. Đấy, mặt mũi rất đẹp nhá. Và đây cái phần trên này, phần nóc này. Đấy, xuất sắc. Bây giờ em sẽ tháo cái nóc này ra luôn. Đây, em sẽ tháo cái phần nóc máy ra luôn để em sẽ quay cho các bác cái phần lóc của máy này luôn. Đấy, 1650 AR. Đấy, phần nội thất của nó rất khủng. Các bác nhìn vào tổng thể nhé, em này đẹp xuất sắc luôn. Đấy, khay cửa đĩa cũng được bọc đồng chống nhiễu và nó có tới hai cái phần nguồn. Đấy, các bác nhìn cái phần nội thất chưa, nó có tới hai cái phần nguồn thì cho hai vế riêng biệt cân bằng. Đấy, âm thanh ra rất là cân bằng và chỉnh chu. Đấy, phần nguồn đây làm khá là kỹ và mạch linh kiện thì quá gấu, rất là nhiều các cái linh kiện IC. Đấy, zin nguyên bản 100%, quá mới, vô cùng là sắc nét. Đây, zin nguyên bản, hình thức rất đẹp, mà hình thức quá đẹp cho em 1650 AL. Xin lỗi các bác, AR. Đấy, AR. Hình thức thì đẹp và đây, đây có hai cổng, hai cổng như bên kia thôi, hai cổng một cổng analog, một cổng hai cổng analog rồi hai cổng digital. Đấy, máy này thì 100V, công suất tiêu thụ là 20W, made in Japan. Đấy. Thì ở đây thì hai cái cổng này thì cũng có một cái cổng
qua volume và một cái cổng không qua volume. Đấy. 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 Và bây giờ thì em sẽ test cái chất âm. Đối với 1650 AR thì bên em có giá bán cho các bác. Em này là 7.600.000 đồng. Đấy, 7.600.000 đồng. Các bác quan tâm thì alo cho em. Bây giờ em sẽ test nhé. Mặt đọc rất là nhanh luôn. Có volume ở đây cho các bác chỉnh này. Muốn nói mà ngàn thư hồng anh viết gửi cho em, muốn nói lời chào duyên sao tình riêng cứ ngại ngùng thế. Em là cô gái vui bên màu vải kén tơ núi tằm lo cho ngày. Nói chung là những cái đầu này thì bên em đã test cái phần mắt mũi hoạt động rất là tốt, nó hoàn hảo luôn. Cho nên các bác không phải lo lắng về cái chất lượng mắt đọc. 7.600.000 đồng và em cũng báo giá luôn. Con AR phía dưới cũng là 7.600.000 đồng. Đấy, hai con này là 7.600.000 và cái con AL kia đấy là 6.500.000, vâng nhau 1.1.000 để các bạn có thể cân nhắc lựa chọn. Và sẽ không làm mất thời gian của các bác nữa, em sẽ đi vào test ngay thì em máy cuối cùng cho các bác. Đây em sẽ đi vào test nhá. Em máy cuối cùng đó là em 1650. Em cuối cùng là em 1650 AZ các bác nhá. Đấy, AL rồi AR rồi AZ. Đấy, em sẽ test ngay cái em máy cuối cùng này cho các bác. Quay cho các bác xem cái phần hình thức trước này. Nó đẹp mà nói chung là máy móc bên em tuyển chọn thì nó đẹp rồi. Các bác không phải nghĩ rồi, đây rất là sắc nét. Đấy, rất là sắc nét luôn. Đấy, các bác xem trước sau như một. Đấy, không phải lăn tăn. Và sẽ tháo luôn cái phần nội thất ra. Đấy, phần nắp lưng của nó dày cộp như thế này. Đấy, nắp lưng này, nắp lưng hai mảnh nó dày cộp như thế này. Đấy, tiếp theo thì quay cho các bác xem cái phần nội thất luôn. Đấy, nội thất em này thì nó cũng hao hao giống em kia. Đấy, cũng hai cái nguồn này. Này, cũng hai cái nguồn. Đấy, cũng hai cái nguồn riêng biệt rồi cho hai cái vế. Đấy, nguồn thì được bọc rất là đẹp. Nguồn của đời lông, đấy mạch này. Vô cùng sắc nét. Vâng. Đẹp xuất sắc luôn. Đấy, nói chung là nó đẹp xuất sắc. Đấy, hình thức này vô cùng là nét. Rất là nhiều các cái linh kiện được bố trí sắp xếp. Đây hàng bãi bên em tuyển chọn về nhé. Các bác nhìn nhé, từng cái ốc, từng cái nút cắm đây còn mới và đẹp sạch sẽ như thế này. Em này thì cũng cái đuôi điện 100V thôi thưa các bác. Đấy, cũng điện 100V mà dây nguồn rời. Em này thì cũng 7.600.000 đồng giống em này, còn riêng em này là 6.500.000. Và bây giờ sẽ đi vào test cho các bác, test cho các bác để cho các bác nghe một chút, cảm nhận nó vận hành hoàn hảo đầy đủ thôi. Rất đẹp và sang trọng. Đối với những cái em CD mà mặt vàng gold này thì các bác cũng có thể là
rất dễ kê bày. Đây em đang kê bày trên một chiếc ly vỏ gỗ cũng đẹp mà có thể kê bày ra rất là nhiều các dòng ly khác. Em hỡi trước khi xa anh, đêm nay lại gần bên anh. Vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say. Lại gần với anh, lại đây bên anh. Hãy nói ta luôn bên nhau tìm thật. Nói chung là mắt đọc rất tốt. Đấy, buông tay là đọc. Và tiện đây thì em quay luôn còn một cái em CD của Sony nữa, Sony 3 số 5 ES cũng mặt vàng gold và hai hồi gỗ màu pino cánh dán rất đẹp. 3 con 5 này thì có giá là 9 triệu đồng này, 9 triệu đồng các bác nhé. Đấy, các bác quan tâm thì có thể là alo cho em, rất đẹp luôn, 9 triệu đồng. Em đang đặt trên chiếc Acoustic khá đẹp mắt. Em đặt lên chiếc Acoustic đây. Đấy, rất là đẹp mắt luôn. Quay trở lại với 3 em CD. Một em 6.500 và hai em là 7.600. Tất cả đều tặng các bác một chiếc điều khiển cho các bác ra xa. Các bác quan tâm con nào thì alo cho em. Mua sắm thì mới có alo cho em 0983586968. Sau em tại Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội. Giao hàng toàn quốc. Giá sản phẩm không bao gồm phí ship. Cảm ơn các bác.